Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Laptop Việt Way. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể thiết kế ra một chiếc thumbnail YouTube cực kỳ đơn giản, dễ làm mà ai cũng có thể làm được nhá. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào để hướng dẫn các bạn nhá. Đầu tiên thì các bạn truy cập vào Canva bằng cốc cốc hoặc là Google Chrome. Ở đây mình sẽ truy cập bằng cốc cốc nhá. Sau khi mà vào cốc cốc rồi thì các bạn tìm kiếm cho mình từ Canva này. Ấn tìm kiếm này. Sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình cái trang đầu tiên hoặc là cái trang thứ hai. Thì ở đây mình sẽ lựa chọn cái trang thứ hai là thiết kế online miễn phí và dễ dàng với Canva nhé. Các bạn click vào nó này. Sau đó thì khi mà vào được Canva rồi, nó sẽ bắt các bạn đăng nhập hoặc là đăng ký. Các bạn nhìn ở cái chỗ bên tay phải góc trái, góc phải màn hình này này, nó sẽ bắt các bạn đăng nhập hoặc là đăng ký. Nếu mà các bạn đã có tài khoản rồi thì các bạn lựa chọn đăng nhập, còn nếu mà chưa thì các bạn lựa chọn đăng ký để tạo cho mình một cái tài khoản Canva. Click vào đăng ký để tạo tài khoản này. Thì sau khi click và tạo tài khoản xong, nó sẽ cho mình là đăng nhập với Google hay là với Facebook hay là với email. Thì ở đây mình sẽ đăng nhập với Google nhá. Nó sẽ bắt các bạn nhập cái email hoặc là số điện thoại của các bạn vào đây. Thì ở đây mình sẽ nhập email nhá. Anh Tuyết này, 909a@gmail.com này. Rồi ấn tiếp theo này. Tiếp đến là mình sẽ nhập cái mật khẩu của cái Gmail mà mình vừa nhập vào. Ấn tiếp theo nữa này. Và bước cuối cùng là mình ấn tiếp tục. Sau khi ấn tiếp tục xong thì nó đang tạo cho mình một cái tài khoản Canva ở đây rồi, với cái Gmail của mình. Thì đây chính là cái giao diện chính của Canva. Thì điều đầu tiên khi mà nhìn vào cái giao diện của Canva thì các bạn để ý cho mình các cái thanh bên trên này, hoặc là các cái trang, các cái ấn phẩm ở bên dưới này. Đầu tiên là cái thanh bên trên, các bạn sổ, các bạn click vào thiết kế nổi bật này, các bạn sổ nó ra này. Nó sẽ sổ ra rất nhiều các cái ấn phẩm khác nhau, tài liệu đồ họa thì có bộ công cụ hình ảnh này, hay là doc này, hay bài thuyết trình này, hay là ảnh video thì có các phần mềm chỉnh sửa video, phần mềm chỉnh sửa video YouTube, hay phần in, phần marketing, có logo, poster, tờ rơi, hay là mạng xã hội, trang web đấy, vân vân vân, rất rất nhiều các cái bảng ấn phẩm khác nhau. Hay ở dưới này cũng vậy, ở dưới này thì có bài thuyết trình này, hay là có poster này, hay là hồ sơ xin việc, hay là video, hay là bài đăng Insta, bài đăng Facebook này. Thì các bạn chú ý cho mình là những cái bản thiết kế này nó gọi vẫn gọi là bản thiết kế nhưng mà nó khác nhau ở cái kích thước. Ví dụ như là bài thuyết trình thì có kích thước là 1920 x 1080, hay là poster thì có kích thước là 42 x 59. Nên là khi mà các bạn thiết kế thì các bạn phải lựa chọn đúng cái ấn phẩm mà các bạn muốn thiết kế, chứ các bạn không thể là kích vào poster dọc, kích vào thiết kế poster mà các bạn lại đi thiết kế bài thuyết trình được. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào hướng dẫn các bạn thiết kế thumbnail Facebook nhé. Thì đầu tiên các bạn click vào cho mình cái tìm kiếm nội dung trên Canva này này. Các bạn tìm kiếm cho mình là thumbnail YouTube. Ấn tìm kiếm này. Sau đó click sang phần mẫu này. Ở đây thì nó lại hiển thị rất rất nhiều các cái tham mẫu thumbnail Facebook khác nhau ở đây. Và để có thể dễ tìm kiếm được cái mẫu mà mình ưng ý nhất ý, thì các bạn nên tìm kiếm theo cái chủ đề mà mình muốn thiết kế. Ví dụ như là mình làm chủ đề về công ty mình đi, để mình tìm nhá. Công ty mình là Laptop Việt Way này. Đây, Laptop Việt Way đây. Thì công ty mình làm về máy tính. Thì khi mà mình thiết kế thumbnail cho thumbnail YouTube cho công ty mình thì mình sẽ tìm là thumbnail YouTube máy tính. Tương tự các bạn cũng vậy, khi mà ví dụ như là các bạn làm về thời trang thì các bạn tìm là thumbnail YouTube về thời trang, hay là các bạn làm về đồ ăn thì các bạn tìm mà thumbnail Facebook về đồ ăn, rồi các bạn ấn enter, nghĩa là tìm kiếm này. Sau khi tìm kiếm rồi thì nó sổ ra cho các bạn rất rất nhiều các cái mẫu khác nhau. Ở đây là các bạn lựa chọn, các bạn cứ tìm kiếm xem là cái mẫu nào là phù hợp nhất với lại cái chủ đề mà các bạn tìm kiếm thì các bạn lựa chọn. Để mình lựa chọn một cái bất kỳ nhá, ví dụ như là mình chọn cái này đi chẳng hạn. Rồi các bạn ấn vào tùy chỉnh mẫu này này, hoặc là các bạn chú ý cho mình cái dấu sao ở bên cạnh cái chữ tùy chỉnh mẫu này nhá. Nghĩa là nó cho phép các bạn yêu thích nó cũng như là để lưu nó về. Khi mà các bạn ấn vào cái mục yêu thích này thì khi mà ví dụ như là các bạn chưa kịp thiết kế nó mà các bạn bảo là lần sau các bạn thiết kế chẳng hạn, thì lần sau các bạn vào các bạn tìm kiếm thì các bạn sẽ dễ tìm kiếm hơn, chứ các bạn không phải ấn xong lại tìm lại từ đầu, như thế là nó rất là mất thời gian. Rồi sau đó ấn vào tùy chỉnh mẫu này này. Sau khi ấn tùy chỉnh mẫu xong thì nó đã hiện cho mình cái bản thiết kế mà mình vừa lựa chọn ở đây. Và điều đầu tiên trước khi thiết kế là các bạn đặt cho mình cái tên này nhá. Các bạn đặt cái tên gì đó mà nó dễ nhớ nhất, để khi mà sau khi mình thiết kế xong ấy, mình lưu về và mình muốn tìm lại để mình sử dụng nó thì mình cũng dễ dàng tìm kiếm hơn. Ví dụ như mình đặt là thumbnail YouTube đi.
Laptop Việt Way, đặt là tên công ty mình luôn cho dễ nhớ. Ok, sau khi đặt tên xong thì các bạn chú ý cho mình cái thanh menu bên tay trái thì là có các phần ví dụ như là thiết kế này, thành phần này, văn bản này, thương hiệu này, tải lên này, vẽ này, dự án hay là ứng dụng. Thì các bạn chỉ cần chú ý cho mình các cái thành phần chính, ví dụ như là thiết kế này, thành phần này, văn bản này và phần tải lên này. Các cái phần này thì các bạn cũng nên chú ý nhưng mà nó không quan trọng lắm trong cái quá trình thiết kế của các bạn. Thì đầu tiên là về phần thiết kế này, đầu tiên này thì ở đây là cho phép các bạn tìm kiếm được các mẫu thiết kế khác nhau hoặc là tìm kiếm cái mẫu thiết kế có liên quan đến cái mẫu thiết kế mà các bạn vừa chọn. Ví dụ như là các bạn có thể tìm kiếm trực tiếp ở đây với cái chủ đề như vừa nãy mình đã hướng dẫn, hoặc là các bạn có thể click vào trong cái mẫu thiết kế mà mình vừa chọn. Khi mà mình click vào ấy thì nó sẽ hiện ra một cái khung bao quanh cái mẫu thiết kế này. Sau đó các bạn nhìn thấy cái chữ Y ở trên đỉnh này không? Thông tin này, các bạn click vào nó này. Sau đó nó sẽ có một cái phần là xem nội dung, xem thêm nội dung tương tự, mọi người click vào đây thì nó sẽ hiển thị ra các cái nội dung tương tự có liên quan đến cái bài thiết kế mà các bạn vừa chọn để các bạn có thể tạo thêm một bản thiết kế mới hay là làm thêm một cái bản thiết kế mà có liên quan đến cái bản thiết kế cũ mình vừa lựa chọn ở đây nhé. Đó, đến cái phần thứ hai là phần thành phần. Thì đây là cái phần để tạo ra các cái đối tượng trong cái bản thiết kế của các bạn, ví dụ như là các cái để trang trí này, nhìn cho nó bản thiết kế nó trở nên đẹp hơn này, hoặc là nó cho phép mình tìm kiếm các cái hình ảnh này, ví dụ như là mình tìm các hình ảnh máy tính nhá. Đó, ở đây là cũng cho phép các bạn tìm kiếm các cái hình ảnh hay là các cái hình ảnh đồ họa về máy tính, ví dụ như này gọi là hình ảnh đồ họa về máy tính này, hay là cho phép mình tìm kiếm video. Đây, các cái video về máy tính này. Mình sẽ mở thử một cái nhé, ví dụ mình mở thử cái này nhé. Đây, đây chính là cái video máy tính này, nó đang chạy 36 giây này. Đó, hoặc là về hình ảnh cũng có này, hay là về đồ họa có này. Đây, ở dưới này, ở bên dưới này cũng có rất rất nhiều các cái đối tượng để cho mình trang trí vào cái bản thiết kế của mình này. Đó, rất rất nhiều luôn. Các bạn xem một lần thì có thể các bạn chưa biết hết được cái này, nhưng mà khi mà các bạn xem rồi các bạn thực hành lại nhiều lần ấy, thì các bạn sẽ tìm hiểu được rất rất nhiều. Trong này là có rất nhiều các cái mẫu thiết kế mà nó đẹp, giúp mình rất dễ thiết kế luôn. Tiếp đến là đến phần văn bản thì nó cho phép mình chỉnh sửa cái văn bản hay còn gọi là cái text trong cái bản thiết kế của mình, ví dụ như này, cái này gọi là văn bản này. Thì ở đây mình cũng có thể sử dụng luôn cái văn bản mà cái bản thiết kế nó đã cho mình, hoặc là mình cũng có thể tự tạo ra một cái văn bản do cái ý tưởng của mình. Ở dưới này thì Canva cũng đã cho mình rất rất nhiều các cái bố cục văn bản khác nhau cũng như là với các cái phông chữ khác nhau để mình có thể sử dụng áp dụng vào bản thiết kế, hoặc là mình cũng có thể tạo ra một cái bản thiết kế, một cái văn bản có sẵn, một cái văn bản mà mình tự tạo ra. Ví dụ các bạn click vào thêm tiêu đề này, để tạo cho mình một cái văn bản mà mình tự thiết kế ra này. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ sử dụng luôn cái văn bản mà cái bản thiết kế đã cho sẵn để dễ thiết kế nhất nhá. Tiếp đến cuối cùng là phần tải lên. Thì ở đây ví dụ như là khi các bạn tìm kiếm một cái ảnh nào đó ở trên Canva nó không có, mọi người tìm kiếm trong phần thành phần này nó không có chẳng hạn, thì mọi người có thể lên mở một cái thêm một cái tab mới tìm kiếm hình ảnh đấy, rồi đao cái hình ảnh đấy về, tải cái hình ảnh đấy về, sau đó trở lại Canva nhé. Trở lại Canva này, các bạn click cho mình vào phần tải lên này, ấn tải lên tab này. Sau đó lựa chọn cái hình ảnh mà các bạn vừa tải về, các bạn click vào rồi sau đó ấn open này. Đó, nó đã tải lên đây rồi nha, rồi các bạn click một cái để sử dụng trong cái bản thiết kế của mình thôi. Tuy nhiên thì ở đây hình ảnh máy tính mình có thể tìm kiếm dễ dàng trên Canva nên là mình sẽ không tải lên cái hình ảnh nào nữa nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để thiết kế. Ví dụ như là cái chữ này chẳng hạn, mình thấy nó chữ này nó không phù hợp với lại cái công ty mình thì mình sẽ thay theo một cái chữ khác. Ví dụ trên này mình sẽ để là tên công ty mình nhá, là Laptop Việt Quay. Rồi kéo nó ra này. Nếu mà mình thấy to quá thì mình có thể zoom nhỏ lại này cho nó cân đối hơn với cái bản thiết kế này. Kéo nó ra này. Kéo ra này. Rồi zoom nó nhỏ lại này. Căn chỉnh cho nó phù hợp với cái bản thiết kế hơn này. Đó. Hoặc ở dưới này thì mình có thể thay là từ laptop này, là sản phẩm mà công ty mình bán này. Laptop này. Giá rẻ nhất nhá.
Đó. Thì ở đây phần chữ này mình không nhất thiết là phải sử dụng cái phông chữ nó có sẵn ở đây, mình cũng có thể là tùy chỉnh các cái phông chữ khác. Ví dụ như nha, mình click vào một cái chữ bất kỳ để thay đổi phông này. Ví dụ mình muốn thay đổi phông của cái chữ này đi, thì mọi người nhìn những cái thanh bên trên này, mọi người click vào phần chữ này nó sẽ có phông chữ này. Khi mà các bạn click nhấp chuột vào một cái thì nó sẽ hiện ra rất rất nhiều các cái phông chữ khác nhau ở bên dưới cho các bạn lựa chọn này. Đó, nhưng mà tuy nhiên là các bạn lên tải một cái phông chữ ở trên mạng về chứ các bạn không nên sử dụng phông này, bởi vì phông này thường thường mình sử dụng nó rất hay bị lỗi ấy. Tùy từng phông, có phông nó bị lỗi, có phông không, nhưng mà đa phần là phông mình sử dụng trên này nó rất hay là bị lỗi. Đó. Hoặc là các bạn cũng có thể là tăng tùy chỉnh cỡ chữ ở trên này hoặc là tùy chỉnh cỡ chữ ở dưới này. Nhưng mà khi sử dụng thì các bạn nên tùy chỉnh cỡ chữ bên dưới là sẽ nhanh hơn là tùy chỉnh cỡ chữ ở bên trên. Mình sẽ mất công click nhiều cái, còn ở bên dưới thì mình chỉ kéo một cái là nó sẽ được thôi. Hoặc là mình cũng có thể đổi màu cho chữ này, click vào phần màu chữ này rồi đổi màu này đó, hoặc là in đậm chữ lên, hay là in nghiêng chữ này, hay là gạch chân cho chữ này, hay là in hoa chữ này, hay là chỉnh sửa bố cục của chữ, hay là hiệu ứng của chữ này, hiệu ứng của chữ này, đổ bóng này, hay là thêm viền vào chữ này đó. Hoặc là mình cũng có thể là giảm cái độ trong suốt của chữ này. Đó. Tiếp đến là đến cái phần bố cục trang trí cho cái bản thiết kế này, thì mình có thể vào phần thành phần như vừa nãy mình đã hướng dẫn này, vào phần thành phần này, dùng tìm kiếm một cái từ khóa nào đó để mình có thể lấy được các cái đối tượng để mình trang trí. Ví dụ mình tìm kiếm là trang trí. Trang trí này. Ấn tìm kiếm này. Sau đó nó hiển thị ra rất rất nhiều các cái mẫu, các cái đối tượng này mình trang trí vào cái bản thiết kế của mình cho nó đẹp hơn này. Ví dụ mình lựa chọn một cái bất kỳ này. Đó, rồi kéo vào cái chỗ mình mong muốn này. Thu nó nhỏ lại này. Xoay chỉnh nó này. Cho vào đây này. Đó. Hoặc là mình cũng có thể thêm các cái đối tượng khác, là cái thành phần khác, hay là mình muốn thêm một cái số điện thoại hay là một cái trang website của công ty mình vào đây để cho nó cảm giác bản thiết kế cho nó đầy đủ hơn này. Thì mình sẽ tìm lại icon điện thoại nha. Ấn tìm kiếm này. Lựa chọn này. Kéo nó thu nhỏ lại này. Kéo nó vào một góc này. Mình sẽ để nó ở góc này nhá. Sau đó vào phần văn bản này, thêm một tiêu đề. Ở đây thì mình sẽ thêm phần Conzano nhá. Thêm số điện thoại của công ty mình vào đây là 0934 này, 669 này, 689 này. Thu nó nhỏ lại này. Kéo cho nó phù hợp với cái icon mà mình vừa thêm này. Mình sẽ tiếp tục thêm tiếp một cái icon về website nhé. Ấn tìm kiếm này. Lựa chọn một cái này. Kéo nó xuống cho nó phù hợp với cái bản thiết kế này. Nó không bị to quá hay là bị nhỏ quá so với cái bản thiết kế. Đó. Giữ phím Alt rồi kéo nhân đôi một cái đối tượng này ra này. Cho nó sang bên này. Thay đổi thôi. Tên website công ty mình là laptop cũ rẻ nhất này. .com. Đó, hoặc là mình thấy cái màu này nó sẽ bị tối, nó bị tối quá so với cái nền, thì mình click vào mình thay đổi cái màu của nó đi, thay đổi nó thành màu trắng này. Đó, nhìn nó sẽ sáng hẳn lên so với cái nền nhá. Thay cả bên này để cho nó đồng bộ này. Đó. Ngoài ra thì mình cũng có thể thay cái nền đằng sau nhá. Ví dụ các bạn muốn thay cái nền đằng sau thì các bạn xóa cái nền cũ đi này, click vào này. Khi mà nó có cái viền bo xung quanh cái bản thiết kế rồi thì mình sẽ ấn Delete để xóa đi này, thay một cái nền khác, hoặc là mình có thể để cái nền màu này cũng được, hoặc là mình để một cái nền hình ảnh máy tính chẳng hạn. Thì mọi người lại vào đây này, vào thành phần này, tìm là ảnh máy tính, click vào phần ảnh này. Đó, ở đây là có rất rất nhiều các ảnh máy tính khác nhau được các bạn cho bản thiết kế. Ví dụ mình lựa chọn hình ảnh này nhá, mọi người click một cái này nó sẽ hiển thị bên cái bản thiết kế của các bạn luôn, rồi các bạn kéo ra cho nó phù hợp với cái bản thiết kế này. Sau đó khi mà các bạn thấy nó đã hiện lên nhưng mà nó bị che hết các cái thành phần mà mình vừa tạo rồi đúng không, thì các bạn lại tiếp tục click một cái
ấn chuột phải. Các bạn nhìn thấy phần lớp rồi đúng không? Click vào lớp này, ấn về sau rồi đấy, nó sẽ tự động lùi về sau. Hoặc là các bạn thấy cái đèn này nó bị sáng quá, nó không hiển thị được rõ các cái chữ hay là các cái icon mà các bạn vừa tạo, thì các bạn click vào tiếp một cái nữa này. Mọi người nhìn thấy cái ô vuông này đúng không? Xong nó sẽ hiển thị ra chữ độ trong suốt rồi nhé. Các bạn click vào này, kéo cái độ trong suốt của nó giảm đi hoặc là tăng lên để cho nó có thể nhìn rõ cái nền bên trên hơn. Bình thường khi mà thiết kế, nếu mà cái nền này nó bị gọi là sáng quá so với các cái đối tượng mà mình đã tạo đây, thì mình thường là mình sẽ đổi màu cái nền đằng sau. Các bạn kéo cái ảnh ra này rồi đổi màu cái nền đằng sau thành cái màu đen đây nha, mình sẽ để thành màu đen nhá, rồi kéo cái nền này quay trở lại này. Sau đó thì mình mới giảm cái độ trong suốt của nó xuống. Khi mà giảm xuống thì cái nền đằng trước nó lại hiển thị rõ hơn. Đây chính là một cái mẹo khi mà các bạn thiết kế đó. Cái này không cần thiết thì mình có thể xóa đi này, hoặc là thêm một cái ảnh máy tính của mình ở bên này này. Đây, ví dụ mình thêm cái ảnh ảnh máy tính này đi. Đó, mình thêm bên này xong mình sẽ đổi màu nó thành màu trắng cho nó dễ hiển thị hơn này. Kéo nó to ra này. Đó. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong một cái bản thiết kế về thumbnail YouTube cực kỳ đơn giản. Chỉ trong khoảng tầm độ đến từ 5 phút đến 10 phút là bạn có thể tự làm được rồi. Nếu mà các bạn thấy video này của mình hay thì các bạn cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh và bật thông báo để có thể đón nhận được những cái mẹo hay về Canva cho những video tiếp theo nhé. Thì hoặc là nếu mà các bạn muốn biết thêm cũng như là tìm hiểu thêm về các cái thủ thuật về Canva, ví dụ như là các bạn muốn tìm hiểu thêm về cách thiết kế một cái poster hay là một cái banner này hay là một cái standee này, thì các bạn có thể vào kênh của mình nhé. Các bạn gõ trên YouTube là Laptop Việt Way, sau đó vào cái kênh mà có logo như này này, có logo là Laptop Việt Way này. Khi mà các bạn vào xong, các bạn click cho mình vào phần danh sách phát nhé. Trong này thì mình đã tạo một cái danh sách phát về hướng dẫn sử dụng Canva từ A đến Z. Trong này mình đã tổng hợp tất cả các cái thủ thuật hay về Canva trong này rồi, các bạn có thể vào đây để click và xem nhé. Ok, thì video của mình xin kết thúc tại đây và cảm ơn các bạn đã xem.